2 năm vừa qua là một khoảng thời gian tương đối bí bách đối với lại HTC. Họ ra One M8, One M9, tuy nhiên hai sản phẩm nó không thực sự khác biệt. Và đến năm 2016 này thì HTC đã ra mắt HTC 10. Đó là một chiếc điện thoại khác hoàn toàn so với lại hai cái chiếc thiết bị trước. Ngoài ra thì với chiếc HTC 10, HTC còn làm ra một sản phẩm rất là tuyệt vời, từ ngoại hình, phần mềm cho đến cả camera. Hôm nay mình sẽ đánh giá cái chiếc điện thoại này cho các bạn xem. Đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn một chút về thiết kế của HTC 10. Nhìn tổng quan thì cái điện thoại này nó vẫn có một cái nét rất là đậm chất HTC. Chúng ta cũng có một cái khung bằng kim loại được hoàn thiện nguyên khối rất là chắc chắn. Chúng ta cũng có một cái viền được mạ theo kiểu kim cương. Và mặt lưng thì tất nhiên là nó cũng hơi cong một chút, giống như là chiếc One M8 và One M9 trước đây. Tuy nhiên nếu bạn nhìn kỹ thì ở trên lưng của HTC 10 có cái đường vát kim cương rất là mạnh, cái góc xiên hơn rất là nhiều so với lại hai chiếc One M8 và One M9 đi trước. Nhìn trên hình render thì hai cái đường này rất là xấu, và ngay cái cảm giác đầu tiên của mình là quá tệ và mình có thể sẽ không mua nó. Nhưng mà thực chất thì lúc mà bạn nhìn ở ngoài đời thì hai cái đường này nó đẹp hơn rất là nhiều, và nó góp phần tạo thành một cái góc để mà chúng ta có thể bám vào lòng bàn tay một cách dễ dàng hơn. Tức là bạn sẽ cầm máy nó chắc tay hơn. Lúc trước khi mà sử dụng One M8 và One M9 thì mình đôi lúc đã làm rớt máy rồi. Với chiếc HTC 10 này thì mình chưa có gặp cái tình trạng bị rớt như vậy. Nói về chất lượng hoàn thiện thì trên HTC 10 không có gì để chê cả. Chúng ta có một cái máy rất là sang, rất là chắc chắn, cầm đầm tay và rất là tuyệt vời. Hoàn toàn có thể đưa HTC 10 là một trong những cái chiếc điện thoại mà HTC họ từng làm tốt nhất từ trước đến nay, xét về cái mức độ hoàn thiện cũng như là thiết kế ngoại hình. Tuy nhiên đứng ở góc nhìn là một người rất là thích HTC thì mình vẫn mong HTC 10 có một cái gì đó đột phá hơn so với lại thiết bị mà mình đang cầm trên tay này. Có thể là một thiết kế nào đó mới mẻ hơn chẳng hạn. Bởi vì nhìn vào HTC 10 thì bạn vẫn còn thấy được những cái chất của M8, M9 đâu đây, trong khi mình đang thì kỳ vọng HTC họ đưa lên một cái tầm cao mới hoàn toàn. HTC 10 có truyền thống làm màn hình rất là tốt, từ chiếc HTC One X hồi đó cho tới HTC M7, M8, M9 và bây giờ là HTC 10. Tất cả đều sở hữu những màn hình đẹp, chất lượng cao, hình ảnh trong trẻo. Ngoài ra với độ phân giải cao và góc nhìn rộng thì gần như không có gì bạn có thể chê được ở màn hình với HTC 10 này. Nếu mà chọn một sản phẩm để so sánh với lại màn hình đẹp như thế này thì mình chỉ chọn được có mỗi LG G5 mà thôi. Hình ảnh ở trên chiếc HTC 10 cũng rất là nổi, giống như là bạn đang dán những cái sticker lên trực tiếp ở trên bề mặt của màn hình, nên nhìn cực kỳ ấn tượng. Màn hình của HTC 10 chưa ngon ở chỗ là nó chưa được tối ưu độ phân giải về mặt hiển thị. Độ phân giải hiển thị của HTC 10 được HTC thiết lập mặc định là 360 nhân cho 640, tức là chỉ ngang ngửa một cái điện thoại 5 inch mà thôi. Trong khi đáng ra thì HTC nên thiết lập cái con số chiều rộng này vào khoảng 390 hoặc là 400 gì đó. Để mà các bạn dễ so sánh thì chiếc iPhone 6 với màn hình 4,7 inch nó đang dùng cái thông số là 375 nhân cho 667, trong khi màn hình của nó chỉ có 4,7 inch. Tức là nội dung mà bạn xem được trên HTC 10 thậm chí còn ít hơn là một chiếc iPhone 6. Và mình vẫn tin rằng nếu HTC họ tối ưu được cái việc này thì trải nghiệm của chúng ta đối với chiếc máy nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Tất nhiên bạn cũng có thể chỉnh lại thông số độ phân giải hiển thị bằng một số dòng lệnh hoặc là các lệnh root. Tuy nhiên đó không phải là cách tối ưu, cũng không phải là một cái cách mà mọi người có thể dễ dàng làm được. Cùng lắm là anh em tinh tế, còn với những người dùng bình thường thì họ không thể nào chỉnh được những thông số đó. HTC 10 cũng là chiếc điện thoại thứ hai kể từ khi One M8 ra mắt mà HTC di chuyển lại những cái phím ảo của mình trở thành phím cứng. Giờ đây các phím Back, Home và Recent App đều hoàn toàn là phím vật lý hết. Mình đánh giá cao thay đổi này bởi vì thứ nhất là nó tạo được cái không gian lớn hơn cho chúng ta hiển thị nội dung trên màn hình. Bạn mua một cái màn hình 5,2 inch về, và theo lý thuyết thì 5,2 inch đó phải dùng toàn bộ cho việc hiển thị cho bạn xem tin tức, cho bạn chơi Facebook, chứ không phải là để hiển thị một cái vạch đen. Samsung họ đang làm theo cái cách này và mình cũng rất là thích, trong khi hầu hết những nhà sản xuất khác như là Sony hay là LG thì họ đều dùng phím ảo. Ngoài ra, việc di chuyển phím ảo thành phím cứng còn giúp đỡ choáng hơn trên màn hình, bởi vì nó không còn là một cái dải đen nằm cố định ở đó nữa. Sẵn nói về những cái phím cứng này thì đây là lần đầu tiên trên dòng One mà HTC đem cảm biến vân tay một chạm lên thiết bị của mình. Với cái cảm biến vân tay ở trên HTC 10, bạn chỉ cần đưa ngón tay vào và chạm một cái là ngay lập tức máy đã unlock, bạn không cần phải nhấn thêm bất kỳ nút nào. Ví dụ như trên iPhone hay là những cái điện thoại Samsung, bạn vẫn phải nhấn phím cứng xuống một lúc và bạn để tay ở đó thì nó mới unlock. Trong khi đó với HTC 10, bạn chỉ cần để tay vào và tốc độ nhận diện rất nhanh sẽ đưa bạn vào thiết bị ngay lập tức và bạn đã có thể bắt đầu sử dụng. Mình đánh giá cái cảm biến vân tay này khá là tốt, bởi vì trên chiếc iPhone 6 Plus hiện tại mình đang sử dụng thì đôi khi tay mình bị dính mồ hôi hay là bị dính mưa hơi nhiều một chút là cảm biến không còn nhận được nữa.
Trong khi đó với HTC 10 thì nhận tuốt hết. Tất nhiên nếu mà bạn nhúng cả bàn tay vào nước thì sau khi bạn rút lên và đưa vào máy thì nó sẽ không còn nhận được. Nhưng mà đó không phải là những tình huống bình thường mà chúng ta sẽ đụng vào máy, cho nên đó không phải là vấn đề gì quá to lớn. Loa của HTC 10 năm nay vẫn to, vẫn lớn. Tuy nhiên do nó đã được tái cấu trúc lại theo cái kiểu không còn là hai loa đặt nằm phía trước nữa, mà chỉ còn một loa nằm phía trước và một loa nằm ở cạnh dưới theo như những cái điện thoại truyền thống. Mình cảm thấy có vẻ như là nó không được ấm và không có được mạnh về bass như là hồi HTC M7 hay là M8. Mình còn nhớ cái cảm giác khi mà mình lần đầu nghe loa của M7, M8 thì đúng nghĩa là mình đã giật mình. Còn trong khi lúc nghe lại âm thanh ở trên HTC 10 này thì mình không có được cái cảm giác mạnh mẽ như vậy. Mặc dù âm thanh như vẫn tốt, vẫn hay, bạn có nhiều chế độ để bạn chỉnh. Tuy nhiên mình hơi thất vọng một chút bởi vì nó không đạt được như những gì mà mình đã từng thấy ở M7 và M8. Nói về camera, màu sắc do máy ảnh của HTC 10 tái tạo ra rất tuyệt vời, kể cả khi bạn chụp ngoài sáng hoặc là khi chụp trong tối. Đặc biệt khi chụp trong tối, bạn sẽ để ý là noise của ảnh rất là ít. Mình thích cái thuật toán xử lý như thế này, bởi vì HTC 10 sẽ tạo ra được những chiếc ảnh đẹp. Nó hơi tối một chút, nhưng mà ít ra đó là một tấm ảnh mà bạn có thể thấy rõ các đối tượng ở trong đó. Trong khi đó, với một số cái điện thoại khác của HTC trước đây, ví dụ như dòng Ultra Pixel chẳng hạn, thì nó đẩy cái ISO lên quá cao, do đó bị noise nát hết tấm hình và gần như chúng ta không thể sử dụng được. Chưa kể là màu sắc rất là bê bết. Có thể xem chiếc HTC 10 là sở hữu chiếc camera đẹp nhất từ trước đến nay của HTC. Có một điểm mình chưa thích lắm ở camera này, đó là cái chế độ lấy nét laser của HTC 10 không thực sự hiệu quả. Khi mà bạn ở trong những vùng tối mà bạn lấy nét thì nó có lấy nét cũng hơi nhanh hơn so với lại M8, M9 lúc trước. Tuy nhiên vẫn chưa thể ấn tượng như là Galaxy S7 hay là Galaxy S7S mà mình từng sử dụng qua. Mình không rõ đây là vấn đề phần mềm hay sao, và mình hy vọng là HTC có thể phát hành một bản cập nhật gì đó để mà có thể khắc phục vấn đề này. Ngoài ra giao diện chụp ảnh ở trên HTC 10 cũng còn hơi phức tạp một chút. Nếu mà bạn để auto thì mình nghĩ là HTC có thể làm được một cái giao diện đơn giản, chỉ cần bấm chụp và không cần xem những thông số khác. Còn nếu mà đổi sang chế độ manual thì lúc đó có thể thoải mái show hết tất cả các tùy chỉnh lên cho chúng ta chọn lựa. Pin cho HTC 10 nằm ở vị trí khá tốt. Thứ bảy tuần trước mình đi Hà Nội và nguyên một ngày mình chỉ dùng 3G lẫn GPS mà thôi để mà mình tìm đường đi cũng như là gọi xe Uber và Grab. Mình không có phút nào để mình vào Wi-Fi, bởi vì Wi-Fi ở khách sạn thì chỉ giới hạn một số thiết bị nhất định mà mình đã dùng nó hết cho những cái thiết bị làm việc của mình rồi. Thì với chiếc HTC 10 này, khi mà mình rút sạc vào 7 giờ sáng, nó vẫn còn đủ pin tới khoảng 4 giờ chiều là còn khoảng 30% pin. Nếu mà các bạn dùng tới 8 giờ tối là vừa đủ, vừa hết pin để mà chúng ta có thể tận hưởng hết một ngày của bạn. Nếu mà bạn ở một cái trạng thái bình thường hơn, bạn có thể vào Wi-Fi rồi bạn chuyển sang 3G, cũng như là bạn ít dùng GPS khi mà bạn đang ở trong cái môi trường thành phố chẳng hạn, thì lúc đó pin chắc chắn là sẽ lâu hơn. Pin nó như thế này không thực sự là tuyệt vời, nhưng mà cũng không phải là tệ, và mình hoàn toàn hài lòng với lại cái mức độ sử dụng pin của HTC 10. Nói về phần mềm, HTC của 4 năm trước tạo ra một bản Sense tùy biến cực kỳ mạnh, gần như khác hẳn so với lại Android gốc. Nhưng theo thời gian thì HTC họ đã làm cái bản phần mềm càng lúc càng đơn giản hơn. Và trên HTC 10 là bản Sense gần với giao diện Android gốc nhất. Bạn có thể thấy rõ những điều này ở trong giao diện Quick Setting hay là giao diện Setting. Nó rất giống với lại Android gốc do chính Google phát hành chạy trên các máy Nexus. Mình đánh giá cao điều này bởi vì thứ nhất là nó nhìn hiện đại, nó đơn giản. Và thứ hai là HTC có thể tiết kiệm được thời gian hơn khi mà họ phát hành các bản update, bởi vì họ đã sử dụng ngay cái giao diện của Android gốc rồi và họ không cần phải tùy biến lại. Do đó khi có bản update mới phát hành từ Google thì chúng ta với vai trò là một người dùng sẽ nhận được bản cập nhật nhanh hơn. Mình đã từng rất thích ứng dụng Gallery mà HTC trang bị cho những thiết bị cao cấp của mình. Nó có thể chỉnh sửa ảnh cực kỳ mạnh cũng như là tạo ra các video ghép vui vẻ. Tuy nhiên ở trên HTC 10 thì ứng dụng Gallery này không còn nữa, và HTC đã chuyển sang dùng ứng dụng Google Photo của Google. Mình không thích điều này lắm bởi vì Google Photo tính ra thì nó vẫn còn hơi rối một chút trong cái quá trình sử dụng. HTC 10 là một chiếc điện thoại tuyệt vời, rất tuyệt vời. Trừ việc độ phân giải hiển thị chưa thật sự ngon ra thì tất cả những yếu tố khác HTC 10 đều làm mình hài lòng. Thiết kế đẹp, cầm chắc tay, màn hình đẹp, camera tốt và phần mềm gần với lại Android gốc. Với tất cả những cái yếu tố đó thì HTC 10 sẽ là một chiếc máy rất đáng mua trong cái khoảng màn hình là 5.2 inch. Và đây sẽ là một lựa chọn mình nghĩ là những fan HTC sẽ hài lòng.
Còn những bạn nào mà chưa sử dụng HTC bao giờ thì sẽ có trải nghiệm tốt hơn so với việc lần đầu tiên các bạn sử dụng mà tiếp cận với lại M8 hay M9 của những năm về trước.